Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Các bạn ơi, hôm nay thì cứ theo như các bạn gọi là mình chỉ làm một clip về sơn móng tay, đi hướng dẫn sơn móng tay sao nó bị nhòe này, lại sơn móng tay lại là cho đẹp, thì hôm nay mình cũng làm một clip về sơn móng tay đấy. Thì trước mình chỉ có làm một clip hướng dẫn các bạn là mình làm về clip móng tay giả. Hôm nay thì mình sẽ làm clip là sơn móng tay các bạn nhé. Thực sự là móng tay giả thì chúng ta phải gắn keo vào thì nó sẽ có cái lợi ích là chúng ta gắn vào cho keo và là gắn vào móng luôn, nhưng mà nó cũng sẽ bị khi mà chúng ta làm việc mạnh thì nó cũng sẽ cái keo nó không dính chặt được, nó sẽ bị bật móng ra. Còn đấy là cái không tiện lợi khi chúng ta dùng móng tay giả, vì chúng ta úp vào cái móng tay thật thì khi chạm mạnh thì móng tay thật nó sẽ bị đau, nó bị chịu trực tiếp vào và nó sẽ bị dính keo ở trên móng đấy. Còn lợi ích của nó đeo vào đẹp và các ngón nó đều. Còn lợi ích khi mà chúng ta sơn móng tay thì thứ nhất là nó không bị đau móng tay này, thì độ chắc sơn của nó chắc chắn nó sẽ bị, nhưng mà khi mà nó bị chắc thì các bạn có thể bôi được lại luôn. Nó cũng sẽ có những cái tiện lợi khi sơn móng tay và khi làm móng tay giả hoặc là khi bạn làm nail. Đấy thì nó cũng có thể có một lợi ích và một cái tác hại riêng các bạn nhé. Đây hôm nay mình chỉ xem luôn. Đây hôm nay mình mua một lọ sơn móng tay này các bạn ạ. Mình có mua thêm cả một lọ nước sơn màu trong suốt này để mình có thể phủ lên ở trên cái lớp sơn này, vì lớp sơn này thì mình cũng test thử rồi, nó cũng là một cái kiểu là không phải là một cái dạng sơn mà nó bị khô khi trên tay, nó cũng là loại bóng. Như mình muốn đẹp hơn thì chúng ta có thể sơn thêm một cái lớp này nữa để nó phủ bóng lên tay cho đẹp hơn các bạn. Đấy thì cũng lâu lắm rồi mình cũng không sơn móng tay đấy các bạn, nên là hôm nay mình các bạn nhờ các bạn thì mình mới làm một video gửi gì về móng tay giả sơn. Sơn này thì mình không biết đọc, nhưng mình chỉ là cái sơn này thì mình mua ở ngoài chợ thôi các bạn ạ. Đấy, trên là một hình kim cương rất là đẹp. Bên cái sơn này thì không biết là trong video thì các bạn nhìn có thể là màu của nó thì sẽ là màu nâu các bạn, đúng không? Màu của nó là màu nâu, nó nghiêng về không phải là một màu nâu đậm mà nó lại nghiêng về một cái màu nâu hơi pha cam các bạn. Đây mình sẽ mở cho các bạn xem tay thì chơi. Màu sơn thì nó cũng rất là dễ chịu. Đây, chất sơn của nó trong này như thế này các bạn nhé, nó nghiêng về cái màu giống nâu đất ấy, đỏ như kiểu là nâu màu đất ấy, nhưng không phải nghiêng về cái màu nâu đậm, những nhiều nâu đất cam. Còn cái này thì trong suốt thôi. Đấy, bình thường các bạn phải phủ cái này lên để cho đẹp hơn, thì bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ sơn cho bạn xem nhé. Mình không thể nào là để máy thấp được, mình phải để máy cao này thì các bạn mới thấy. Mình cho cái đầu gối mình lên đây ngồi đây, các bạn thấy bây giờ mình sẽ sơn các bạn nhé. Quên mất, các bạn sơn thì các bạn mình chỉ sơn một ít thôi, vì mềm vì lọ mới thì mình lấy ra nó rất là nhiều sơn, rất là dễ bị nhòe. Sơn thật là chậm rãi. Quan trọng nhất là ở bên dưới cái cạnh tay các bạn. Ở nhà mình không ai cái hộ mình nên thực rất là khó các bạn, mình chỉ có thể sơn cao như thế này để cho các bạn xem thôi. Mình vừa sơn thì mình vừa miêu tả hướng dẫn các bạn nhé. Đây là một kiểu bằng tay các bạn, khi các bạn bị ví dụ như các bạn bị nhòe sơn ấy. Đấy, nó bị ít thì các bạn có thể mình cạo cạo luôn. Mình thì hay bị mắc ở trong cái khe móng là vì sơn thì nó sẽ không đều được. Đấy, mình đã sơn được một ngón đấy các bạn nhé. Nên mình phải sơn lên toàn bộ, mình phải cho chân cao lên như này thì mình mới để thế sơn được. Đó. Vì có mốt mình quay, mình không thể nào mà có người quay hộ để zoom đằng sau cho các bạn xem được, thì chân máy quay không để thế được vậy. Đó, các bạn cho vào xong một đường, xong các bạn kéo thẳng dứt khoát đường là được ạ. Thì sơn của mình, móng tay của mình thì do là hôm về quê, hôm qua mình vừa về quê thì mình còn mượn cái lọ sơn của em gái mình ấy. Mình sơn là mấy ngón xong nên bây giờ mình mới cạy ra thì màu lên sơn thì nó hơi chóc.
lại bị nhè nhè trong ngoài. Màu này tay ai mà trắng thì lên tay sẽ rất là nổi cho cái màu da sáng đó. Còn màu da ngăm mình nghĩ là đánh cái màu này lên thì nó sẽ không được đẹp. Mình cần lưa cái này thì sơn móng tay này, ví dụ như gọi là các bạn mà mình không cạy sơn thà không cao cạo cái sơn đi ấy, đấy thì sẽ được sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì mình sơn được xong 5 ngón, các bạn nhìn nó bị nhòe, các bạn lấy cái đầu nhọn nhọn ở trong này đây. Đầu mình vừa cạo màu cạo xong rồi cạo cái sơn đi ấy. Mình người ta bảo là các bạn không quen sơn nên các bạn sơn nhiều chắc chắn nó sẽ đỡ bị nhòe hơn. Nhưng trước đây mình không biết sơn, các bạn mình sơn đâu là ta le mình đấy, nhưng mà mình sơn nhiều thì nó cũng vẫn bị nhòe nhưng mà nó sẽ bị ít hơn. Sơn ở nhà thì cũng tiện lợi, khi cần chúng ta có thể thay đồ sơn luôn. Hoặc là các bạn đợi đến lúc sơn nó khô hoàn toàn ấy, xong rồi các bạn mang đi rửa tay ấy. Các bạn cho một ít nước rửa tay ấy. Đấy, các bạn tạo tạo giống mình, các bạn đẩy nhẹ, các bạn chú ý đẩy những cái khe ở móng này rất là dễ bị dính trời một cái sơn, nên mình hay là bị thế lắm. Đoạn này về mùa lạnh lạnh tay mình nó cũng hơi kiểu bị khô rồi. Sau đó các bạn sẽ bôi sang ngón tiếp theo, bàn tay tiếp theo để cho bàn tay bên này nó khô đi các bạn nhé. Đó, chúng ta cũng lấy một ít sơn các bạn không? Bên này thì mình không thuận tay cho lắm nên là sơn nó chắc nó sẽ hơi khó. Ôi, bị trầm trầm. Ngón này của mình bị tắt tay le rồi quá. Nó bị vì mình không thuận tay bên này ấy, nên hầu như mình toàn bị sơn, nó toàn bị trường luôn mà. Không sao, mình sơn xong mình sẽ đi rửa, đợi nó khô mình rửa đi. Sơn lên tay nước sơn nó mát không? Một cách nữa các bạn muốn sơn đều hết toàn bộ móng, các bạn cứ để nó bị nhòe ra ngoài không sao hết, xong rồi các bạn sẽ đi rửa thì nó cũng chóc ra. Đấy là so với những người hậu đậu như mình. Còn nhưng mà bạn mà mình khéo tay ấy, mình có thể sơn nó không bị nhòe ra thì rất là dễ để cho mình có thể không phải rửa lại nước lần nữa. Đấy, mình đã sơn xong các bạn ạ. Do tay đi này không thuận của mình đã bị nhòe. Không sao hết, đợi nó khô đi xong rồi mình sẽ đi rửa các bạn nhé. Đây, mình các bạn đậy chặt nắp lại. Do sơn là mới sơn xong, các bạn đừng trong khi mình mới sơn xong các bạn đừng có đi lại những cách ngồi im một chỗ để cho sơn nó có thể đọc khô đi các bạn ấy. Đây,
bên này thì nó đã khô rồi, bên này mình mới sơn xong thì nó vẫn chưa khô, nhìn màu nó hơi lè lè xíu, nhưng mà tí nữa mình sẽ đi, bây giờ mình sẽ đi phủ cái sơn này lên nhé. Mình rất là gắt xong móng tay đi nó bị nhòe nên là mình lười xong mua sơn lắm, có khi mình bảo là sử dụng móng tay dài thì dễ, nhưng mà để mình tiện lợi thì mình vẫn thích dùng cái sơn móng tay thì mình muốn đổi món nào cũng được đó. Và chúng ta sẽ phủ cái lớp vào nước sơn trắng đi các bạn, để khô khô không lại sơn lên đi thì nó vẫn được, nhưng mà nó sẽ bị dính vào cái màu sơn ấy. Đấy các bạn thấy không? Nhìn ngoài nó rất rất là bóng, nó được phủ một lớp bóng lên nữa nhìn sẽ đẹp hơn. Chúng ta cũng sơn đi một đường như gọi là các bạn đi sơn lớp sơn ngay mát đó, nhìn màu nó sẽ đều hơn các bạn. Hoặc là các bạn chỉ cần ví dụ bị dính nhòe đúng bên các bạn đợi nó khô đi. Xong rồi mình rửa lại nước là ok. Móng bạn nào mà dài dài mà đều đều nó sơn lên móng nó càng đẹp. Đó, mình sơn xong sẽ sơn tăng hàng thứ hai bạn nha, vì nó cũng khô nhanh mà mình sơn lại vừa sơn bình tĩnh là nó cũng khô dần. Nó cũng đã có một cái độ bóng nhẹ rồi các bạn, thì mình chỉ cần mình phủ một đường lên ấy, nhìn cho nó kiểu là màu này, nhìn nó cho nó sáng hơn. Màu thực sự sơn lên tay rất là đẹp đấy các bạn. Đó. Đây. Trong điện thoại thì các bạn thấy như nó màu đỏ đúng không? Ngoài thì mình cũng lên mình thấy nó cũng giống như gọi là màu đỏ, nó không nghiêng về cái tông nâu đất đỏ. Đây như gọi là nâu đất đỏ. Thế là các mình sẽ lại làm một combo này kết hợp ra được bộ móng tay siêu đẹp siêu xinh. Siêu xinh với những người biết sơn. Có những người hậu đậu như mình thì mà hay bị nhòe, nhưng không sao các bạn mà không không sơn được đều như mình hoặc là không thuận tay để mình có thể sơn đều thì các bạn mình cứ sơn đi, nếu mình có bị chớm ra ngoài không sao vì cái này nó là sơn móng tay mà, sau khi khô thì các bạn có thể đi rửa lại. Các bạn ơi, sau khi mà mình đã đi để rửa đi lại những cái vết sơn mà mình bị bôi nó bị nhòe ra các bạn đây. Đó, bây giờ sơn móng tay mình đã đều rồi các bạn nhé. Đấy. Nhìn trong này thì là màu đỏ các bạn ạ, nhìn trong nhà nó màu đỏ thời gian nắng thì mình thấy được là cái màu nâu đỏ đất này của nó các bạn, màu nhiều tên mình cứ nghĩ là mình mua về mình sẽ sơn nó không đẹp đâu, nhưng mà mình nghĩ mình mua về mình thấy là sơn lên rất là đẹp và độ sơn rất là bóng và đẹp nữa. Tay của mình không hiểu sao bây giờ mùa mùa đông ấy nó lại bị ra cái kiểu là ướt ướt như kiểu ra mồ hôi tay các bạn. Thì mình cứ đã chia sẻ vào làm một video hướng dẫn các bạn là cách sơn móng tay này, cách để chọn màu sơn lên móng tay cho nó đẹp. Có rất là nhiều loại sơn thì nó cũng sẽ khô, nó không được bóng, thì các bạn sẽ chọn những cái loại sơn như này để mình có thể sơn móng tay đẹp hơn các bạn nhé. Màu này cũng rất là đẹp nếu bạn nào mà yêu thích một cái tông như thế này, nhưng mà mình nên nghĩ là các bạn da trắng ấy đánh ra sẽ nổi hơn là những bạn da ngăm, như bạn da ngăm da mình không được trắng ấy thì đánh lên mình nghĩ là màu nó sẽ không được nổi đâu các bạn. Đấy, thì căn mình video của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ ra nhiều video hơn các bạn nhé. Bye các bạn.